Bank of England hiện nay là tâm điểm của tất cả các ngân hàng trung ương, đứng giữa cái câu chuyện về việc một là để cho lạm phát phi mã thì phải tăng lãi suất, nhưng hai là nếu như không in tiền và cứu hệ thống trái phiếu chính phủ của nước Anh thì lại sập cả hệ thống nền kinh tế. Và có lẽ là chúng ta đang đứng giữa một cái giai đoạn rất là quan trọng, và cái bước đi của ngân hàng trung ương Anh sẽ quyết định cái bước đi tiếp theo của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu. Nếu mà các cái chính phủ khác mà cái chính sách tiền tệ và tài khoá nó integrated, nó phối hợp được với nhau tốt hơn ấy, thì sẽ không phải khổ như ngân hàng trung ương Anh ở thời điểm này. Chứ còn đối với chính sách tài khoá thì nó cần phải thời gian. Thì tôi nghĩ rằng là cái kỳ vọng tốt hơn là từ sang năm, khi mà các cái đối với cái gói kích thích kinh tế của Việt Nam thì cái tốc độ giải ngân nó sẽ được cao hơn. Thì đối với Việt Nam, khi mà kinh tế thế giới gặp nhiều vấn đề ấy, thì chúng ta vẫn có cái phần mà nội lực khi mà triển khai các cái gói kích thích kinh tế ở trong nước, thì nó sẽ đỡ được phần nào cái ảnh hưởng nếu có từ thế giới. Thì tôi nghĩ nếu mà giải ngân đầu tư công mà đi theo đúng cái hướng đó vào năm 2023 thì sẽ rất là tốt. Số liệu tôi nhìn không nhầm thì chắc là mình đang chỉ nói về khách nội địa thôi chứ không phải là khách quốc tế. Và khách nội địa ở mức kỷ lục thì đúng, nó cao hơn cái thời kỳ Covid. Cái thời điểm mà số lượng khách kỷ lục thì hơi buồn một chút là cái giá xăng dầu nó cũng ở mức khá là cao trong tháng 7 và tháng 8. Thì ở những cái thời điểm đấy thì rất khó cho những cái hàng không mà để có thể có một cái mức lợi nhuận cao. Sân bay ACV là một cái đỡ nhất trong các cái nhóm cổ phiếu mà chúng ta nêu lên. Chứ còn hàng không tôi nghĩ là vẫn còn gặp nhiều khó khăn.